Để duy trì các chi phí cần thiết cho cuộc xung đột, chính quyền Kiev bắt đầu mở rộng nguồn thuế như chính phủ Trung Hoa Dân Quốc dưới thời tưởng giới thạch đã làm. Bất kể là phủ tổng thống Ukraine hay hội đồng tối cao, không chỉ hủy bỏ rất nhiều khoản giảm miễn hoàn thuế mà còn tăng thêm nhiều loại thuế mới. Nhiều loại thuế cũ cũng tăng thuế suất. Tình hình nợ cá nhân của người Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột đến nay không ngừng xấu đi. Hội đồng tối cao đã thông qua dự luật tài chính dự luật này cung cấp danh sách đầy đủ các thay đổi về luật thuế. Bản chất của dự luật này là hủy bỏ hoàn toàn các ưu đãi về thuế dành cho các công ty Ukraine khi bắt đầu xung đột và quyết định chuyển dần sang thuế thu nhập doanh nghiệp 2% đối với các công ty. Đối với nhiều doanh nghiệp độc quyền lớn, họ đã chuyển sang nộp thuế giá trị gia tăng hoặc trốn thuế bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng các doanh nghiệp nhỏ và những hộ kinh doanh cá thể mới bị ảnh hưởng nặng nề vì họ sẽ phải nộp thuế gấp đôi so với trước khi xảy ra xung đột. Hành động của chính quyền Ukraine chắc chắn sát thêm muối và vết thương của người Ukraine vốn đã vô cùng khốn khó. Giá cả ở Ukraine cùng với sự bùng nổ xung đột và vấn đề cung ứng năng lượng liên tục tăng cao, sản phẩm sữa, trứng, rau quả đều đã tăng giá. Giá hành tây Ukraine đã tăng 18% chỉ trong một tuần và các sản phẩm trứng sữa tăng 6% mỗi tuần. Cùng với đó là hiện trạng người Ukraine mất nguồn thu nhập và thất nghiệp nặng nề. Theo số liệu thống kê, ít nhất hơn 5 triệu người Ukraine đang thất nghiệp. Việc cắt giảm tiền lương kết hợp với việc tăng thuế và giá cả, điều này tất yếu dẫn đến sự gia tăng nợ động. Đồng thời, Liên bang Nga mới đây đã xóa bỏ toàn bộ khoản nợ của người dân ở 4 tỉnh mà nước này đang kiểm soát ở đông Ukraine, trong đó có các khoản vay mua nhà. Phần còn lại của Ukraine, đặc biệt là Nam giới, phải đối mặt với sự lựa chọn, gia nhập lực lượng vũ trang và rất có khả năng sẽ mất mạng, với thu nhập hàng tháng từ 20.000 tới 30.000 Ripna hoặc chết đói và tích lũy nợ nần. Vào đầu năm 2023, chính quyền Ukraine đã ban hành chính sách mới liên quan đến việc làm. Nếu công dân muốn được hưởng tình trạng thất nghiệp, nam giới trước tiên phải đăng ký với phòng nghĩa vụ quân sự. Sau khi đăng ký, người thất nghiệp sẽ bị cưỡng chế vào quân đội với danh nghĩa cung cấp việc làm. Nam giới thất nghiệp trên khắp Ukraine sẽ được tuyển dụng theo cửa cưỡng bức và cái gọi là đội quân phục hưng Ukraine. Công việc của đội quân Phục Hưng bao gồm lao động chân tay nặng nhọc như dọn đống đổ nát, xây hầm trú bom bê tông, đào hào ở những nơi có thể có bom mìn. Công việc nặng nhọc nguy hiểm nhưng chính quyền chỉ trả mức lương tối thiểu 6.500 rimna, khoảng hơn 160 đô la mỗi tháng và một ngày nghỉ phép có lương. Với mức giá hiện tại ở Ukraine, thu nhập này thậm chí không đủ để trang trải chi phí ăn ở cho những người thất nghiệp này sau khi làm việc vất vả. Mượn lời của một người Ukraine chính quyền khiến người dân không nhận được bất kỳ khoản thù lao và phúc lợi nào, đang buộc người dân Ukraine tham gia cuộc chiến và trở thành bia đỡ đạn. Trong khi người dân Ukraine nghèo khó, một bộ phận khác ở Ukraine đã trở nên giàu có và nhanh chóng nhờ vào xung đột, đó là các quan chức chính quyền Kiev. Kể từ khi xung đột nổ ra, một số chức sắc trong chính phủ Ukraine đã sử dụng quyền lực của mình để kiếm lời, đầu cơ trục lợi họ mua bán buôn lậu số lượng lớn xe BMW kép và Audi sang Nga và Belarus. Họ đã trở thành tầng lớp mới giàu có và kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc xung đột này. Một trong số những người quyền quý đó trong quý 1 năm nay đã buôn lậu 45 chiếc ô tô hạng sang vào Nga, thu về tổng cộng hơn 3 triệu euro. Người đó thậm chí còn nộp đơn lên hải quan Ukraine để được hoàn thuế VAT đối với ô tô xuất khẩu với số tiền lên tới 1 triệu Ripna, khoảng hơn 25.000 đô la và đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Sự khốn cổ của người Ukraine vẫn tiếp diễn và dường như không bao giờ kết thúc. Xã hội Ukraine ngày nay khắp nơi đều lộ ra sự bất lực và cay đắng. Đối với người Ukraine, cuộc sống hàng ngày đã trở thành một thử thách gian khổ. Họ không thể nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa và hy vọng của cuộc sống trong đói nghèo, tình cảnh khốn quẫn. Ở cấp cao nhất của Ukraine, các dạng nứt cũng đã xuất hiện. Sau thất bại trong trận Bakhmut, mâu thuẫn giữa Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny và Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đã trở nên công khai. Zaluzhny thừa nhận, cũng giống như trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta đã đạt đến giới hạn của công nghệ, đi vào bế tắc, rất có thể sẽ không có những đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào nữa. Nhưng điều này trái ngược nghiêm trọng với chính quyền Ukraine, bao gồm chính phủ và hội đồng tối cao do đảng cầm quyền phụng sự nhân dân kiểm soát lâu nay vẫn kiên trì đường lối chính trị đúng đắn rằng Ukraine tất thắng. Phủ Tổng thống cho rằng quân đội không nên công khai bày tỏ quan điểm bi quan về tình hình chiến sự, bởi như vậy sẽ khiến những kẻ xâm chiếm càng dễ dàng được hưởng lợi hơn. Zelensky dựa vào hào quang phong thánh Tổng thống thời chiến, như ông đã chặn đứng tất cả con đường tiến tới đàm phán hòa bình. Ông hiểu rằng đời sống chính trị và đời sống vật chất của mình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và đời sống chính trị của ông nằm ở việc Ukraine tiếp tục chiến đấu. Ukraine từ lâu đã bị phá sản về tài chính và chỉ dựa vào viện trợ từ châu Âu và Mỹ để trả lương cho nhân viên chính phủ, quân đội, lương hưu cho người già và nhiều khoản trợ cấp khác nhau. Ukraine hiện nay khó có được sự hỗ trợ như trước từ châu Âu và Mỹ. Quân đội Ukraine cũng đã chuyển từ giai đoạn tấn công chiến lược sang giai đoạn phòng thủ chiến lược. Không chỉ về mặt vật chất mà về mặt tinh thần đều có thể không còn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Năm 2024 là năm bầu cử ở Ukraine, nhưng chính quyền Ukraine hiện chưa tính đến việc tổ chức bầu cử. Ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ hai, Anh và Mỹ vẫn nhất quyết tổ chức tổng tuyển cử ngay trong chiến tranh. Người dân Ukraine không còn tin vào những lời dối trá của Zelensky và đảng phụng sự nhân dân của ông. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng công khai chỉ trích Zelensky. Dưới sự lãnh đạo của Zelensky, Ukraine đang phát triển theo hướng chuyên chế. Đến một thời điểm nào đó chúng ta có thể không khác gì Nga và mọi thứ phụ thuộc vào sắc mặt của một người. Để chấn áp Klitschko, Zelensky đã bổ nhiệm cựu chỉ huy quân đội Ukraine Sergei Popko làm người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev. Cơ quan này trên thực tế độc lập với chính quyền thành phố do Klitschko lãnh đạo, một chính phủ quân sự mới. Để chấn áp các lực lượng đối lập ở địa phương, Zelensky đã đưa quân đội vào chính trị, nhưng điều này lại tạo ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho bản thân ông. Zaluzhny có tư cách là chỉ huy cao nhất của quân đội Ukraine đã tích lũy được uy tín chưa từng có trong suốt cuộc xung đột với Nga. Zaluzhny cũng nhận được sự tôn trọng của Nga. Khi chính phủ và giới truyền thông Nga chỉ trích Ukraine, họ thường gạt Zaluzhny sang một bên. Về tình trạng hỗn loạn trong nước ở Ukraine hiện nay, có lẽ chỉ những anh hùng chiến tranh như Zaluzhny mới có thể chiếm được trái tim của người dân Ukraine. Nhưng đây chính là điều mà Zelensky ghét. Zelensky cho rằng việc tướng quân đội Ukraine tham gia chính trị là một sai lầm. Ông cảnh báo rằng nếu các quan chức quân sự hàng đầu chính trị hóa, binh lính của họ có thể bất tuân mệnh lệnh. Đáp lại, Phủ Tổng thống Ukraine đã thay thế chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, Viktor Orenko, cánh tay phải của Zelensky, cũng được các sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá cao. Zelensky còn thay thế tư lệnh quân y Ukraine, Thiếu tướng Tetyana Ostachenko và bà cũng là người của Zelensky. Nhưng Zaluzhny là người không thể động vào Không chỉ vì lòng quân mà lòng dân cũng không cho phép Và cả Mỹ cũng sẽ không cho phép Thậm chí có quan chức trong phủ tổng thống Ukraine lo ngại Zaluzhny sẽ tiến hành đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính quyền Zelensky. Dù Zaluzhny không quan tâm đến vị trí nguyên thủ quốc gia tối cao Ukraine, nhưng đối với Zelensky, Zaluzhny đã đe dọa ông một cách nghiêm trọng. Đối với Zelensky, nếu Zelensky không thể nhận thêm viện trợ nước ngoài và sau này không thể hỗ trợ hiệu quả cho quân đội Ukraine, thì ông không phản đối việc Ukraine thay đổi một nhà lãnh đạo tốt hơn. Hiện tại, không ai có thể phủ nhận Ukraine đang trong tình trạng khủng hoảng. Môi trường kinh tế và chính trị trong nước Ukraine tiếp tục xấu đi. Tiền tuyến miền Đông đang liên tục thất bại. Tâm lý phản chiến của người dân các nước châu Âu và Mỹ ngày càng gia tăng không ít chính trị gia mới lên nắm quyền liên tục kêu gọi giảm bớt hoặc thậm chí cắt đứt viện trợ cho Ukraine và đang cố gắng thuyết phục ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Ngay cả khi các chính phủ ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại Nga cũng không thể cung cấp viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Ngay cả khi khu pháo đài miền Đông đã được xây dựng trong 9 năm có thể đảm bảo cho Ukraine duy trì được đến năm 2024. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể cầm cự thêm một năm nữa hay không? Moscow chắc chắn bảo đảm duy trì được thêm một năm nữa. Nhưng liệu Bruxelles và Washington có thể duy trì thêm một năm nữa hay không? Đối với chính quyền Biden, Đảng Dân Chủ Mỹ vốn đã đâm lao phải theo lao trong vấn đề Ukraine. Việc từ bỏ Ukraine lúc này chẳng khác nào tự sát chính trị. Không những hy vọng thắng cử vào năm 2024 của họ sẽ bị dập tắt, mà Đảng Dân Chủ thay thế người khác đều vô dụng. Hơn nữa, Biden lần lượt phải đối mặt với những thách thức chính trị nghiêm trọng. Mỹ không còn sẵn sàng chi quá nhiều vô liếng chính trị cho Ukraine nữa. Sự dao động của Mỹ đối với Zelensky mà nói là sự dao động chết người. Tình yêu của châu Âu và Mỹ dành cho Ukraine xuất phát nhiều hơn từ sự thù ghét Nga của họ. Nhưng Nga không chịu thất bại và kiên trì chiến đấu, cuộc chiến kéo dài là một kết cục được định trước. Châu Âu muốn dùng cuộc chiến ở Ukraine để lôi kéo Mỹ quay trở lại châu Âu. Còn Mỹ muốn dùng xung đột Nga-Ukraine để hạ bệ Nga trước, sau đó quay lại đối phó với Trung Quốc. Giờ đây, châu Âu đang bị gánh nặng chiến tranh đè ép đến mức không thở nổi. Mỹ cần chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương hơn bao giờ hết. Trong khi đó, xung đột ở Gaza cũng có nguy cơ kéo dài. Mỹ và châu Âu đều cần khẩn trương, chút bỏ gánh nặng Ukraine. Chiến tranh đi đến ngày hôm nay, Ukraine với tư cách là quân cờ và bàn cờ đã vắt kiệt khả năng của mình để tiêu trừ Nga đối với Bruxelles và NATO một khi Ukraine thất bại toàn diện. Quyền bá chủ toàn cầu của châu Âu và Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Họ không thể chấp nhận thất bại như vậy. Tuy nhiên, một khi quân đội Mỹ đích thân ra chiến trường và f 35 xuất hiện trên chiến trường Ukraine, Nga sẽ không ngại phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Châu Âu và Mỹ sẽ không thể hy sinh bản thân nhiều đến vậy để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Ukraine ngày nay cũng giống như mùa đông năm 2023 chịu đựng băng tuyết nhưng mùa xuân dường như còn xa vời đứng ở điểm cuối của một năm một câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện lá cờ xanh vàng của Ukraine liệu có thể cầm cự được bao lâu nữa quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file xin cảm ơn vì đã ủng hộ